đấy, trong đây anh vào đây, trong này có cái vật phẩm huyền thoại. Cái này ơi, đi mày quay hết đi, nhà anh về Hà Nội quảng bá cho ai mua để anh bán. 15 tỷ 15 tỷ rẻ thì đâu ai mua. Đây 15 tỷ trong là anh chuyển ra luôn. Đây vào đây lên chơi với độc lý, giờ đi lên chơi với người lớn. À đây là cái quạt hòm gỗ. Cánh quạt gỗ có cái tay tay quay ở bên kia. Bên này thì cổ xưa. Hiện đại chấp làm gì? Cái này nhà anh bán bao nhiêu? Anh bán đấu giá hiện tại khởi điểm 2 tỷ. Nhưng mà gỗ này bằng gỗ gì? Gỗ này là gỗ cổ ngày xưa đấy. Tầm rơi vào tầm 275 tuổi, cái cây gỗ cổ trên kia. Tí lên quay gốc kia, hôm nay anh đốn nửa đi chúng phải đóng phải không? Cái cây vẫn trên kia, tí lên quay gốc. À tức là để nguyên như này anh đục ở trong lõi thôi gì? Đúng rồi, cây này gọi là cây sầm nước. Đấy, cái gốc bây giờ trên kia, cái gốc kia tầm 3 người ôm, gốc ngày xưa chặt xuống nửa xuống để đóng cái này. Còn lại nửa gốc là vẫn trên kia, bây giờ cây sầm nước ở trên kia. Mấy cái vật phẩm huyền thoại. Đó là cây sầm nước. Nhưng mà nhà cái xe đạp này anh để treo đây bao nhiêu năm rồi? Xe đạp này xe đạp thời chống Pháp, thời mà đi đội là gác đồng vụ, gác được xe gác ba gà đấy à? Tải đạn lên Điện Biên Phủ đấy. Xe này xe huyền thoại. Đả rồi hai tạ đạn đi băng băng vượt đèo Đúng Lô. Nhà anh giàu nhỉ? Giàu lại ra. Gì giỏi phết đã. Dòng dọc đây, cái dòng dọc kia, quay dòng dọc kia. Đấy. Dòng dòng nào? Đấy. Đâu? Đấy cái bánh xe đấy. Ôi bánh xe. Ờ, dòng bánh xe đấy. Cũng thời Pháp đấy, kéo pháo lên đấy. Còn đây là cái ba răng này. Ở đây chắc, là... chắc phòng cối rồi. Cái ba răng này là đặc biệt là nghe nói lại là các cụ kể lại là cái vật chuẩn của chú Bất Giới. Đấy, cầu ba răng. Đâu? Cầu ba răng đâu? Đâu đâu? À, trên này. Ôi. Nghe nói là ngày xưa chú Bất Giới dùng đấy. Nhưng mà răng to này không ăn được. Răng răng phách của Bất Giới. Thôi. Rồi, có cái quạt hòm này bán kiểu gì cũng được. Đấy. Nghe nói là cái quạt hòm này là cái quạt hòm ngày xưa các cụ dùng tiền xu ấy, là khi mà tiền xu để mà nó gì 200 triệu bán không? Em ôm luôn. 2 tỷ. Ra thời điểm 2 tỷ lần thứ nhất. Tỷ 200 triệu bán để về trưng bày cái tiện bảo tàng. Cái là 2 tỷ. Đằng nhà em có cái quạt hòm họ giả 3 tỷ rồi nhưng chưa bán. Cái đấy là à quên cái dàn bát chứ. Cái đấy là nó cũng cổ cái này. Chặn bát. Cái này nó là gỗ sầm nước. Chặn bát từ cái thời mà còn vua cơ. Cái gỗ hơn 200 tuổi cơ. Cái này không thú là. Đùa chứ sầm nước cái gì. Đây là cái quạt hòm gỗ xưa. Gỗ xưa. Cái vật phẩm huyền thoại nữa. Cái gì đấy? Đây. Xin trân trọng giới thiệu. Đây. Vật phẩm chặn bát huyền thoại. Ồ. Ta có thể mở ra như thế này. Đấy, ở trong là kính cửa bên này nhưng mà nó không có cái tay cầm nên phải bíp vào đây. Đấy, bíp là ra. Bên này là lát gỗ, bật phần lát ở đâu đi. Lát gỗ. Đấy, cái bên này là để thức ăn chín. Nó cửa vào. Bên này là để úp bát, nó chảy nước xuống. Dưới đây là chỗ để nồi. Đấy, có thêm một ngăn lên đây nữa để nồi niêu. Vật phẩm huyền thoại này đang đấu giá 300 triệu cho vào viện bảo tàng.